Em chào cả nhà. Hôm nay em lên cho anh chị em mình cái cây này là cái bông của cái thằng quán long tím thơm anh chị ha. Thằng quán long tím thơm thì cái vườn em nó nở bông á, nè lúc mới nở nè. Mới nở thì nó có màu nó hơi cam cam tí xíu anh chị ha, mà màu rất đẳng cấp. Ở khi mà nở nhiều chút xíu thì cánh ra cái màu đỏ. Màu đỏ tươi luôn, nhưng mà thằng này rất là thơm nha cả nhà. Thằng này rất là thơm. Thằng này cái lô này bây giờ em còn có mấy chậu. Chậu phi 12 á thì còn không có trụ lớn. Cái mặt bông rất là sáng nha. Rồi, giá hiện tại thì đồng giá 60 nha cả nhà. Cái tiếp là cây thỏ vàng. Bây giờ bữa nay thì vườn em còn được có 4 cây thôi. Anh chị nào đặt hàng thì liên hệ giúp em ha. 60.000 một cây. Bên em còn 4 cây. Video hôm nay thì của ngày hôm qua em có lên live anh chị em, tại giờ hôm nay em live video, tức là quay ban ngày á. Rồi cái tối lại cái mình lên mình live một phần mềm á để cho anh chị em mình xem kỹ cái bông á. Tại nhiều khi mình live ban đêm mới lên không có, anh chị thấy không biết cái bông có giống như sao thì mình bán cây chuẩn bông anh chị. Đây là cái lô thỏ nha kìa, cái lô thỏ vàng lưỡi đỏ, một cái lô thỏ mới nha, giống mới luôn, để anh chị em mình sưu tầm thì có thể liên hệ giúp em. Là cái cây thì thân lá rất là đẹp luôn, mặt hoa thì rất là đẳng cấp anh chị, mặt hoa thì rất là đẹp, cho nên chị em mình sưu tầm thì cứ liên hệ giúp em nha. Cái lô này thì cũng 60.000 một cây anh chị, cái mặt bông rất là sáng, lưỡi nó đỏ, cánh vàng lưỡi đỏ, thông thường là vàng mà lưỡi nâu anh chị, còn này vàng lưỡi rất là đẹp, nó đỏ mình hồng. Rồi kế tiếp nè nha, 5 cây là bên em bao ship nha. Còn cái lô này là cây vàng lưỡi đỏ anh chị. Ok, vàng lưỡi đỏ bữa nay thì chưa anh chị nào sưu tầm ha, anh chị nào đặt hàng thì liên hệ giúp em. Cây rất là mập. Lô này cũng còn có 10 cây thôi nha. Anh chị có thể gom sưu tầm hết nguyên lô luôn cũng được. Về mình sang vô hai chậu lớn. Tính vườn cũng được nha. Thằng này thì bông rất là sai và rất là xiên luôn, cho nên cái nhà mình cứ yên tâm. Thân thì mình chăm lên thân thủ là chuyện bình thường lắm, mít rất là ngon nha cả nhà. Đó, thì mặt bông để màn hình vàng lưỡi đỏ chứ không phải vàng lưỡi nâu nha các em. Vàng này vàng lưỡi đỏ, cho nên chị em mình chơi cái thằng này á. Mình cái bông này thì đặc điểm nó có mùi thơm nhẹ, nắng lên nó thơm nhẹ nha. Chứ nhiều khi anh chị mình nó không thơm không đúng, tại thằng này em chăm á, vừa cái vườn á. Nó nở ra thì trưa mình nghe cái mùi hoa nó thơm, thoang thoảng. Mùi thơm rất là dễ chịu. 60.000 một cây luôn thì cây rất mập, chậu phi 12 ha. 5 cây là em bao ship. Hiện tại thì bên em thì không có chính sách đồng giá 39.000 nữa nha các nhà. Một anh chị mình đặt combo 5 cây bao ship, còn không thì anh chị mình đặt lẻ vẫn được bình thường, nhưng mà phí ship bên bưu điện họ tính ha, cho nó giảm chi phí tí xíu cho anh chị em mình sưu tầm. Cả nhà mình thấy video này hữu ích anh chị mình cho xin một like nha các nhà. Tới em lên nhiều giống mới nữa chị, hôm nay về một số giống mới nha. Vàng lưỡi đỏ nè, thỏ này, cái này cũng là cây thỏ nha các nhà. Cái này là cây thỏ ở vàng lưỡi đỏ nè, hồi nãy em có lên cho anh chị em mình đó, thì em quay lại ha cho anh chị em tham khảo. Cái lô này mới tin luôn, cái giống này giống mới nha anh chị, đặt hàng thì em quay lại để anh chị em tham khảo. Cái mặt bông của nó rất là đẹp, rồi ví dụ như anh chị mình thích cái mặt bông này thì mình sưu tầm về giữ giống. Thằng này thì nó xiên bông, bông rất là to nha, cánh rất là dài dày, bông này thì nó khoảng tầm 2 tháng nó mới tàn. Tại vì cái thằng mấy dòng đa phần dòng nên đâu nắng anh chị mình trồng là 2 tháng mấy mới tàn. Rồi khi mà thằng này tàn thì nó ra thêm một cái nhánh khác á, tức là cái cây đó nó ra rau rồi thì cái nhánh khác nó sẽ ra vụ hoa nữa. Cho nên thông thường anh chị mình chơi nên đâu nắng thì bông là quanh năm chứ không có thời mùa nha các nè. Mà lại nhiều khi những dòng nên rô nắng nó lại hoa thơm rất là đã. Rồi cái lô này là cây giáng xưa. Cây giáng xưa hôm nay là tuyệt phẩm nha, rất là đẹp luôn anh chị. Giáng xưa hôm nay là họ hổm nay anh chị em mình hỏi giáng xưa rất là nhiều nha, và thông tin em cập nhật được thì thằng giáng xưa này hiện tại năm nay có hàng, năm sau sẽ mất hàng. Tại vì sao giống thế là không có đem về chị, mà năm nay thì vườn á, nhiều nhà vườn lớn bị dính sương muối cái lô giáng xưa này dữ lắm nè, cho nên xả thanh lý hết rồi. Mà hoa cây giáng xưa rất đẹp ha, còn cây giáng xưa này là tuyệt vời luôn. Dòng này thì nó lâu năm rồi nha, dòng này lâu đời rồi, tức là người ta trồng rất là nhiều. Cái lô những cái dòng giáng xưa này thì nhiều anh chị mình ưa chuộng, nó bông nó đều hết nguyên một cái dồi anh chị thấy. Nó là ảnh vườn chụp nữa nha, cho nên chị em cứ yên tâm ha. Cái này phải có bông mới chụp được chứ không có bông mình không có thể nào ghép được đâu chị. Cho nên chị em cứ yên tâm về cái mặt hoa chuẩn hoa cây giáng xưa.
tên nó là cây giáng xưa nha các bạn. Đó, anh chị em thấy bản lá rất là to ha, cây rất là rục rịch mập. Dòng này mấy năm gần đây thì vườn chăm rất đạt anh chị. Còn đây là cây bò vàng, dòng đen rô nắng lưỡi bò vàng nha. Đen rô nắng lưỡi bò vàng, cái cây này hôm nay em có 10 cây, rất lùm, thích hợp cho ghép chậu lớn. Cây này thì lớn tuổi rồi, già rồi. Cây này khoảng tầm ở vườn trên 10 tháng này. Lô rất là đạt lùm anh chị ha. Hai cây và trình ghép vô một chậu khủng. Và hiện tại em có những cái chậu phi 23 nữa mà em hôm nay không quay clip. Thì anh chị nào đặt thì 150 một cây, em thường bằng vỏ thông. Chậu thì rễ bám rất là ngon luôn. Một cặp là em bao ship. Còn riêng cái chậu phi 12 này phải 5 chậu em bao ship nữa nha. 5 chậu em bao ship. Anh chị đặt hàng thì liên hệ giúp em ha. Số lượng thì có giới hạn anh chị. Tại những cái lô này thì số lượng ít, em lựa hàng tuyển loại một không à, cho nên không có lấy hàng giả, không có ôm lô nữa anh chị. Hồi trước ôm lô. Rồi đây lên cho anh chị em mình 6 cái chậu thỏ nha. Chậu này là thỏ xin. Chậu thỏ xin này hiện tại thì là mặt hoa như hình luôn, cánh rất đẹp đó nha. Sổ mặt hoa em thấy là quá ưng luôn anh chị. Bông, cái bông em để không mà 2 tháng mấy mới đạt. Thì cái lô này là một cái dòng thỏ xin. Anh chị đặt hàng thì giá là 200k trên một chậu, thuần có thông rễ bắn là hết rồi. Hàng này thì ở vườn em còn khoảng tầm 20 chậu. Anh chị nào đặt hàng thì liên hệ với em, đây là 200k một chậu. Hai chậu là em bao ship luôn cho anh chị mình chơi để mình sưu tập giữ giống, để mà cái vườn mình có những cây độc lạ chị. Thằng này hiện tại là không ở trên tất cả các vườn, hình như em thấy không có hàng nữa nha. Cái lô thỏ xin này là hiện tại hình như là em thấy mặt bông này là không có hàng trên thị trường. Anh chị mình để ý rất nhiều like ha, không có cái sản phẩm cái thỏ xin này đâu. Tại như đa phần những dòng thỏ mà lạ này thì thông thường nhập về ví dụ như chừng 100-200 cây xen kẽ vậy chứ không nhập nhiều chị. Mà ví dụ như vườn sổ ra rồi vẫn vài năm nữa chưa chắc thì có hàng quay lại, chưa có giống chuẩn giống như nó để quay lại ha. Cho nên hàng độc lạ thì dễ chơi, mình sưu tầm về mình chơi. Rồi cảm ơn cả nhà. Cách chăm thì cũng đơn giản, cách mà cách rễ hay là cách sang chậu thì cái video thỏ này nè thì em có làm ở trên cái Ben và cái thỏ ha. Thì em có làm một clip ở trên kênh Vườn Lan Sĩ cũng như là kênh Vườn Lan Minh Thắng, em có chia sẻ cách thay chậu đơn giản mà cây sống 100% ra rễ khỏe luôn. Là anh chị mình mới chơi không biết gì về lan thì mình cũng có thể ghép được ha. Thì là có cái clip đó luôn, để anh chị em mình thí dụ mình cầm ra là mình sang chậu kích rễ rồi mình trồng lên bình thường dễ thuần. Còn những cái kỹ thuật nâng cao ví dụ như anh chị mình kích rễ kích hoa mà kích rễ mà trồng lại tách chiếc mình sắn chậu ra mình cắt bỏ giá thể thì nó khác ha. Còn cái này em chia sẻ anh chị em mình về cái cách chăm sóc đơn giản nhất mà anh chị mình mới chơi không biết chơi cũng được nữa anh chị ha. Anh chị mình chăm thì rất là dễ, cơ bản thì thằng này cứ sang qua là nó thuần luôn. Cây phát triển cái này em phun humic nha, là trong cái bộ combo kích rễ là humic với Rain Forever với acetazol vậy ha. Thì em phun kích rễ thì em thấy rễ nó ra rất là hiệu quả. Phun 1-2 lần nữa thì anh chị mình thấy rễ nó bắn ra rất là dài thòn luôn, nhưng mà anh chị mình phun thêm một cái thằng acetazol lần nữa là phân nhánh, hoặc là anh chị phun acetazol cũng phân nhánh, canxi cũng phân nhánh ha. Rồi cái lô này là cây vũ nữ Barbie. Lô này hồi trước bán 54 chậu ha, cây này rất là lùm. Nhưng mà nay thì bán giá rẻ nha, giá rẻ chỉ có 85.000 một cây thôi. Tại cái lô này em còn rất ít anh chị, khoảng tầm 4-50 chậu nữa cho nó hết hàng luôn á, xả hết cho ra luôn. Anh chị nào đặt hàng thì lô Barbie này là 85.000 một cây, dồi hoa rất là dài. Đặc điểm thằng này là mùi thơm rất là thơm nha, cái mùi thơm vani rất là đã luôn. Trưa mà anh chị mình ra vườn một cái giò bông nó nở thôi là anh chị mình nghe biết cái thằng vũ nữ Barbie liền. Cái màu thì rất là đậm nè, màu đỏ đậm. Cái này hình như Barbie đỏ nha các nhà, chứ không phải Barbie cam nha. Thằng Barbie đỏ, cái màu đỏ đậm. Có Barbie cam thì nó cũng màu cam cam chút, nhưng mà thằng Barbie đỏ. Cái dòng này hình như là cũng ít nhiều, ít nha anh chị ha. Hiện tại vũ nữ là tại vì do Dendro là chính, chứ còn không thường vũ nữ bán chậm á, nên ít có nhà vườn được trồng nhiều lắm chị. Cũng ít có lắm. Lâu sen vô, ví dụ như vài chục hay vài trăm cây gì trồng cho có bán thôi, chứ thực tế thằng vũ nữ này anh chị mình trồng thì nó cũng rất là dễ hoa chứ không phải khó. Nhưng mà khi mà nhà vườn ta bán cái giống nó mắc quá, ta bán không có lời nhiều. Anh chia sẻ anh chị mình vậy ha. Đó, cảm ơn cả nhà. Thì anh chị em đặt hàng thì liên hệ giúp em ở số điện thoại 0392312398. Riêng dòng vũ nữ này anh chị mình mua 3 chậu em bao ship nha, 3 chậu bao ship luôn. Cái này là 3 chậu bao ship cho cả nhà mình luôn, nên là combo 3 chậu là 255.000.
mùi thơm nha, hàng này là thơm dữ lắm nha, cho nên chị đặt hàng thì liên hệ giúp em. Rồi cái cây này hiện tại là chậu phi 12, rất là lùm, cái nhà về có thể sang chậu hoặc là anh chị em mình về mình tách ra. Cái chậu này mà anh chị mình chịu tách là anh chị mình sang có thể ra tới 5 đến 7 chậu nữa đó. Tại vì cái hàng này vườn không còn chỗ trồng, tại vì trồng xuống giống với dendro anh chị ha, không có còn chỗ trồng nữa để thằng không có tách vô nữ ra. Chứ còn cái này anh chị mình tách ra rất là đẹp ha. Rồi còn đây là cây bà liễu, còn 10 cây bà liễu luôn. Anh chị em nào chơi bà liễu mà thích ghép chậu cũng thì mà cứ một cặp là mình chấp được chậu lớn á, về thổi đi hai hướng ha. Cây bữa nay là 40 xăng luôn, cây rất là đẹp. Hàng này ra bông bối nha cả nhà. Anh chị đặt hàng thì liên hệ giúp em 0392312398 nha. Lô bà liễu thì là em lựa chỉ nguyên một lô nữa 10 cây thôi. Anh chị mình đặt hàng thì cứ liên hệ, cây thì bao đẹp luôn, không có chê đâu được. Cái dòng bà liễu này cực kỳ xuyên bông nha cả nhà. Mà có thể là anh chị mình trồng chỗ lớn một cái chậu nó ra một thân thôi, có thể là 5 đến 7 giờ bông, mà một chậu thì mình trồng lên nhiều thân á thì mình ra thấy có thể là 10 đến 20 giờ bông một chậu. Đó, cái thằng này thì nó rất là xuyên bông, bông rất là dài, hoa thơm ha. Thì bà liễu, bensuda, robet hay là banana là những dòng đẳng cấp từ trước giờ rồi. Anh chị mình nghe tiếng nó lâu rồi, tại vì thằng này nó dễ hoa mà nó lại xiên, mà đặc biệt điểm chính của nó là nó lại thơm, hương sắc vẹn toàn. Nó chịu nhảy con lắm nha cả nhà. Những chậu nhà anh chị về làm mầm lại là thí dụ một thân có thể lên 2 mầm là chuyện bình thường ha. Đó, đây là một cái chậu mẫu, cái mẫu này là nhà vườn họ chăm anh chị, họ chụp lên đó. Đó là cây bà liễu. Rồi cảm ơn cả nhà, này là bà liễu xưa nha, mình bà liễu xưa, bà liễu Việt Nam chứ không phải bà liễu lai nha, không có lai nha cả nhà. Thằng này là chuẩn bông cánh dài. Rồi cảm ơn cả nhà ha, chúc anh chị mình ngày thật là nhiều sức khỏe nha cả nhà. Còn đây là cái lô bò vàng, em quay kỹ lại ha để anh chị mình thấy cái lô bò vàng cây nó đẹp như thế nào. Lá to dày cứng, thân cao bụi lùm. Cây này là nhiều hướng chứ không phải hai hướng nha, nhiều hướng chứ không phải hai hướng. Cho nên cho anh chị mình trồng cái cây này dùng chỉ còn một cặp thôi là mình làm một chỗ khủng rất là đẹp, hoặc là một chậu thôi, lựa nào hai hướng, từ hai hướng ba hướng ha. Là chậu này thì anh chị mình sang cái vô lớn mà phải ra, về anh chị mình làm mầm lại tí xíu nữa là ngon lành. Hàng này là cây nó cứng cây lắm nè, anh chị mình trồng dễ bông nha, nhảy bông nha. Hồi trước anh chị mình trồng bò dendro dòng bò, anh chị mình nói là ít bông là tại vì cái cây nó thời điểm đó là cây nó chỉ có 6 tháng hoặc 5 tháng thôi cây nó mới ra bông bối. Còn cái cây nữa 9-10 tháng nó ra bông dữ lắm anh chị. Dòng dendro nắng nó bò vàng ha. Rồi cái nhà mình đặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em 0392312398 nha nha. Anh chị em mình xem video hôm nay thấy lan mà còn những cái giống này nó đẹp á, anh chị mình cho em xin một like hoặc một lượt đăng ký kênh nha nha. Thì sắp tới em sẽ lên một số giống lan mới và cũng như một số kỹ thuật chăm sóc hoa lan ha, cũng như là những combo phân bón để cho cái nhà mình trồng lan đơn giản. Rồi cuối video em sẽ quay một cái bông mà cái thằng vũ nữ danh gon nên nhiều anh chị mình hỏi á, thì nay em sẽ lên cho một cái bông nha các bạn. Còn vũ nữ danh gon hiện tại thì em còn chậu phi 23 không à. Đây là hoa của thằng vũ nữ danh gon. Anh chị em mình có quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em ha, em sẽ chụp hình em gửi zalo, tại vì em còn có một hai chậu em không có quay lên ít anh chị. Rồi vũ nữ danh gon nha các bạn. Dòng này cực kỳ là